Hi, xin chào toàn thể các bạn. Bên trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đàn organ chuyên nghiệp, đó là cây cọc PA700. Một cây đàn đã qua sử dụng nhưng mà còn đẹp long lanh như mới được hộp nha các bạn nhé. Cây này thì khách mua về nhưng không biết sử dụng. Đấy, rất là đam mê cọc, nghe cọc nhiều anh em đánh chơi rất là hay nhưng khách mua về thì chỉ để ở nhà thôi, không biết sử dụng. Thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn cái cây này cho các bạn cụ thể nó như thế nào. Thì để đầu đầu tiên thì mình cũng xin được một sự góp ý của các bạn và sự ủng hộ của các bạn. Thì mình bên trung tâm của Vĩnh Phúc đang mở rộng cái chương trình bán hàng trên YouTube và trên Google. Thì mình đang lập một cái kênh trên YouTube, kênh riêng của mình là bán hàng, và mình sẽ hướng dẫn một cái số cách sử dụng trên từng cây đàn organ keyboard. Thì mình sẽ lập từng cái chi tiết của từng cái model. Mấy bộ model này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là dài 10 phút một tập phim. Coi như mình làm một tập phim đấy các bạn nhé. Thì nó có thể, ví dụ một cây đàn thì mình có thể làm đến khoảng 5 tập hoặc 10 tập. Thì mình rất mong được sự ủng hộ của các bạn thì mình mới lập một cái kênh trên YouTube. Thì bây giờ YouTube và Google họ đang cho mình gia hạn là trong vòng 1 tháng thì mình phải đạt được yêu cầu là 4.000 lượt xem và 1.000 lượt đăng ký. Thì mình rất mong là được sự ủng hộ của tất cả anh em, bạn bè, người thân của mình, là khi nhìn cái video này thì mọi người hãy nhấn ở phía dưới video, nó có hiển thị nút màu đỏ là bấm vào chữ đăng ký nhé, đăng ký và like cho mình, thì để mà mình sẽ nhận được cái kênh của mình ở trên YouTube. Về sau này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về cách sử dụng và những cái gì mà ưu đãi cho các bạn thì mình sẽ đưa lên trên YouTube để các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Khi bạn ấn đăng ký thì và bạn sẽ bấm vào chuông, thì khi mà mình đăng một cái video mới lên thì nó sẽ nổi lên cho các bạn ấy một cái gì đó, nó sẽ rất là hợp lý cho các bạn khi mà các bạn theo dõi mình. Thì mình sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều và rất mong được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn giúp cho mình, giúp cho cái kênh YouTube của mình nó được sẽ được bên Google họ đồng ý và cho mình hoạt động về sau này. Và cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết về cái cây đàn organ chuyên nghiệp cọc PA700. Thì bây giờ mình sẽ quay cái video gần đây cho các bạn xem. Đó. Đây là một cái đàn cọc PA700. Khách mua về nhá, khẳng định với các bạn là đây là còn nguyên tấm dán màn hình ạ. Và đàn khách mua về chỉ để sử dụng ở nhà nhá, không hề có một vết xước sát. Đây các bạn ạ. Hầu như là đàn không sử dụng luôn ạ. Không bị xước sát một chút nào các bạn nhá, khẳng định với các bạn luôn ạ. Đàn rất là đẹp. Đó, bảo hành cho các bạn nhá. Đó. Đàn chỉ để ở nhà. Mà giá thì đàn thì đẹp như đập hộp, mà giá rẻ hơn so với các bạn mua đập hộp 5 triệu các bạn nhá. Rất là rẻ các bạn ạ. Thì các bạn thật sự quan tâm thì xin vui lòng nhấc máy điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0989644982. Hoặc các bạn nếu mà các bạn ở trong gần khu vực tỉnh Vĩnh Phúc thì các bạn có thể đến test đàn trực tiếp tại địa chỉ của trung tâm nhạc cụ Vĩnh Phúc, theo địa chỉ là số nhà 49B đường Hùng Vương, phường Ninh Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì mình rất mong là được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn cho cái kênh YouTube của mình. Và các bạn khi các bạn xem video này thì các bạn nhớ nhấn đăng ký và cho mình một like để mà cho cái kênh YouTube của mình nó phát triển hơn các bạn nhé. Thì mình rất mong được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ với những người mà đã hiểu cái cọc rồi thì mình cũng xin được phép là mình sẽ nói qua thêm một chút nữa để còn về dành cho những người mà chưa biết về cái cọc. Thì ví dụ cây cọc này nó có tính năng tìm kiếm rất là nhanh. Ví dụ như là phần tìm kiếm này, trong này có thư mục ở trong style mình đã cài rồi. Những cái gì mình cài này mình tìm kiếm nó. Ví dụ như mình tìm một bài bolero đúng không ạ? Đó, mình chỉ cần bấm bolero xong rồi mình select enter. Thế là xong ạ. Đó. Cái tính năng tìm kiếm của cây này rất là nhanh, rất là gọn, và các bạn đi làm sâu thì rất là tiện. Đó, tiếng này thì tất ở trên phần cảm ứng các bạn nhé.
một hãng nổi tiếng về về chất âm. Khi mà ra âm thanh thì nó rất là hay, về các phần tiếng thì nó rất là hay các bạn nhá. Đấy, trên này thì mình giới thiệu qua thôi. Thì mình mục đích của mình hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là bên trung tâm của Quỹ Phúc mình vừa về một cây đàn rất là đẹp và giá là rẻ so với các bạn đập hộp rất là nhiều, rất là rẻ nhé các bạn nhé. Thì mình rất mong là được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn khi các bạn theo dõi mình, và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ, và nhớ ấn đăng ký và cho mình một like nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.